Dự án Phú Đông Premier xin kính chào quý khách. Tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, liền kề đại lộ Phạm Văn Đồng, tuyến đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn, dễ dàng kết nối với các quận nội thành như quận 1, quận Bình Thạnh và sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ 15 đến 20 phút đi xe. Dự án Phú Đông Premier mang đến nhiều tiện ích cho các cư dân nhờ vị trí địa lý vô cùng thuận lợi này. Dự án có tổng diện tích đất 5.000 m², bao gồm 2 block nhà cao 35 tầng, tổng số 650 căn hộ, trong đó từ tầng 7 đến tầng 34 là căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích 65 m², tầng 35 là dành cho căn hộ penthouse. Phú Đông Premier tự hào kiến tạo quy chuẩn sống 5 sao với những tiện nghi cao cấp ngay trong khuôn viên dự án. Tại Phú Đông Premier, bạn có thể thỏa sức mua sắm tại trung tâm thương mại hiện đại sang trọng với đầy đủ mặt hàng phục vụ cuộc sống hàng ngày, khám phá cuộc sống tĩnh lặng tại vườn thiền trên không, tận hưởng khoảng xanh thiên nhiên với Sky Garden, trải nghiệm sự sôi động cùng bạn bè trên Sky Lounge, hay thả mình thư giãn trong hồ bơi nước ấm tràn bờ màu ngọc lam tuyệt đẹp. Với tiêu chí tất cả trong một, tầng 6 sẽ là nơi tập trung hệ thống các tiện ích nội khu cao cấp như hồ bơi, khu vui chơi dành cho trẻ em, nhà hàng, cà phê, siêu thị 24 giờ, phòng tập gym, spa, beauty salon. Tất cả đều được chú trọng đầu tư nhằm mang đến một cuộc sống năng động hiện đại cho các cư dân. Để đáp ứng nhu cầu và sở thích tương ứng với từng tiêu chí sống khác biệt của khách hàng, Phú Đông Premier được thiết kế với hai mẫu căn hộ bếp kính và căn hộ bếp mở. Xin giới thiệu đến quý khách, đây chính là phòng khách trong căn hộ mẫu bếp mở của chúng tôi. Nơi đây có không gian thoáng, ánh sáng ngập tràn và một ban công rộng hướng tầm nhìn ra bên ngoài tự nhiên. Bên cạnh đó là một khu vực phơi đồ tách biệt, đảm bảo công năng và tính thẩm mỹ cho phòng khách trong nhà. Tất cả căn hộ của Phú Đông Premier được thiết kế và chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết, mang đến không gian sống tiện nghi sang trọng. Nắm bắt được xu hướng sống xanh, chan hòa với thiên nhiên nhưng vẫn rất năng động hiện đại của các gia đình trẻ, nên Phú Đông Premier luôn đảm bảo tất cả các căn hộ đều đạt được yếu tố tôn chỉ xuyên suốt, đó chính là sự thông thoáng. Các căn hộ đều có từ 2 đến 3 mặt thoáng, được thiết kế khoa học ấn tượng, phù hợp với phong cách hiện đại, tối ưu hóa không gian để mỗi căn hộ đều đón nhận trọn vẹn nắng và gió tự nhiên. Đây chính là điều làm nên sự khác biệt của Phú Đông Premier so với hầu hết các dự án trên thị trường hiện nay. Tất cả các phòng trong nhà đều có cửa sổ đón gió tươi và ánh sáng tự nhiên. Tất cả các căn hộ đều có ban công và sân phơi riêng biệt, đảm bảo không gian riêng và chức năng nhiệm vụ của từng khu vực. Và liền kề với phòng khách chính là khu vực bếp. Với những căn hộ có diện tích vừa phải thì việc thiết kế phòng khách liền kề với khu vực bếp sẽ giúp tận dụng diện tích một cách tối đa, từ đó tạo nên một không gian sinh hoạt rộng rãi và thời thượng. Bếp được trang bị tủ bếp trên và dưới, mặt đá chống trầy, bếp điện và máy khử mùi TK của Tây Ban Nha. Phòng khách thông thoáng, có khung cửa lớn hướng ra ban công. Chủ nhà có thể sắp xếp bàn ăn, một quầy bar nhỏ hoặc trang trí các quầy kệ để tối ưu hóa không gian. Dự án Phú Đông Premier có 647 căn hộ 2 phòng ngủ với một phòng ngủ lớn và một phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ master sẽ có một toilet riêng trong phòng và một khung cửa sổ lớn giúp đón ánh sáng. Chúng tôi thiết kế và trang trí phòng ngủ theo phong cách hiện đại nhằm tối ưu hóa diện tích và công năng sử dụng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng trang bị sàn gỗ để tạo cảm giác ấm cúng cho người sử dụng. Phòng ngủ nhỏ cũng có cửa sổ để đón ánh sáng và gió tự nhiên, tạo cảm giác thông thoáng khi vừa mới bước vào. Sàn nhà cũng là sàn gỗ cao cấp. Thiết bị vệ sinh được trang bị đầy đủ của các hãng cao cấp như Toto, máy nước nóng lạnh Feroli. Mỗi căn hộ 2 phòng ngủ đều có 2 nhà vệ sinh. Tất cả các phòng trong mỗi căn hộ đều hướng ra không gian chung, vừa đảm bảo tính kết nối, vừa tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng. Bên cạnh mẫu căn hộ bếp mở hiện đại, khi đến với Phú Đông Premier, quý khách hàng còn có thể lựa chọn mẫu căn hộ bếp kính với phòng bếp tách biệt hoàn toàn. Đặc biệt, mẫu căn hộ này còn được thiết kế tích hợp nội thất xếp gọn với mô hình căn hộ thông minh Smart Home. Ngay bây giờ, xin mời quý khách hàng hãy cùng khám phá mẫu căn hộ bếp kính này của chúng tôi nhé!
Để thêm sự lựa chọn cho nhu cầu và sở thích của khách hàng, dự án của chúng tôi có căn hộ với bếp kính, tách biệt với phòng khách và thông ra sân phơi để ngăn mùi cho căn hộ. Mẫu căn hộ tham khảo này được thiết kế với hệ thống thiết bị tự động tích hợp với thiết bị nội thất, bao gồm hệ thống chiếu sáng, nhiệt độ, hệ thống an ninh, quản lý sử dụng nguồn năng lượng hợp lý trong căn hộ và được điều khiển tự động bằng công nghệ cao thông qua các ứng dụng được cài đặt trên máy tính hoặc điện thoại. Trước khi trở về nhà, chúng ta có thể bật hoạt động các ngữ cảnh mình mong muốn, chẳng hạn như bật đèn sáng, mở máy lạnh, hoặc khi đã đến nơi làm việc, chủ nhà vẫn có thể kiểm soát hoặc kích hoạt các trang thiết bị trong căn hộ của mình một cách dễ dàng. Vẫn đảm bảo không gian lý tưởng tại phòng khách, với ban công rộng tràn đầy ánh sáng, kệ tủ thông minh phía sau sofa khi cần thiết sẽ được hạ xuống, trở thành giường ngủ rộng rãi, thoải mái. Trong khi đó, không gian phòng ngủ sẽ được linh hoạt với chiếc giường thông minh. Khi nâng lên xếp gọn lại, sẽ trở thành bàn làm việc, bàn học và không chiếm nhiều tiện ích trong phòng. Hệ thống điện trong nhà vệ sinh với chế độ cảm ứng, khi có người bước vào, đèn sẽ tự động được chiếu sáng và tự động tắt khi chúng ta bước ra ngoài. Ngoài ra, chúng tôi còn có 4 tầng đậu xe rộng lớn tách biệt dành riêng cho khu căn hộ. An ninh khu vực được đảm bảo, hệ thống thang máy tốc độ cao với thẻ tự thông minh, hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn được chú trọng đầu tư bài bản, đảm bảo an toàn tối đa cho quý cư dân. Chúng tôi tin rằng dự án Phú Đông Premier chính là chốn an cư lý tưởng cho gia đình của quý khách. Thông qua các dự án đã bàn giao, minh chứng một điều rằng căn hộ bàn giao thực tế của Phú Đông Group luôn đảm bảo chất lượng, thậm chí còn tốt hơn căn hộ mẫu. Căn hộ Phú Đông Premier được bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp với những thương hiệu nổi tiếng, cửa gỗ với khóa từ, sàn gỗ cao cấp, thiết bị bếp Teka. Chất lượng công trình của dự án được đội ngũ kiến trúc sư xây dựng đầu tư một cách chỉnh chu, đảm bảo tối đa về chất lượng và hoàn hảo về tính thẩm mỹ. Song hành cùng dự án là đơn vị tổng thầu xây dựng, công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng CPM, một công ty liên kết trong hệ thống của Phú Đông Group. Với gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, năng lực uy tín của CPM đã được minh chứng qua chất lượng của nhiều công trình lớn trong nước và ngoài nước. Hiện tại, nhà mẫu của chúng tôi đã mở cửa để đón tiếp khách tham quan và sẽ được giữ lại cho đến khi bàn giao nhà. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ. Phú Đông Premier, chuẩn sống 5 sao trong tầm tay, sự lựa chọn tuyệt vời dành cho quý cư dân. Cảm ơn quý khách đã tham quan nhà mẫu của chúng tôi.